Bữa trước ăn ngon quá, bữa nay quay. Dạ. Mình bán từ mấy giờ chị? Từ 4 giờ chiều. Dạ. Đến 4 giờ chiều đến 2 giờ, 2 giờ đến 2 giờ. Dạ. Thế là tí theo có hơn 19 giờ đã hết hàng. Dạ. 4 chiếc muối 6 hành nha. Cái này của nhà kia xong chưa? Còn không? Còn. Còn 1 giờ 2 hộp nữa. Cho tao gửi cái này trước này. Thì món đặc trưng của quán là món hấp. Hào hấp không? Muối ớt, bơ tỏi, dạ. Hàu chén nướng Trung Quốc, phô mai và trứng muối. Dạ. Đủ các gia vị 8 loại. Sashimi bao ăn ngon. Chị lên hình được không? Đây, 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 chị có ngại lên hình không? Hàu chén 6, phô mai 4. Phải lên hình lên này để đến quán để ủng hộ cho quán. Dạ. Có 4 hấp sang bên kia đi nhá. Bên đấy là 4 hấp. Xong này nhặt 1 tí hấp. Quán đông quá trời luôn mà. Đâu, có một đĩa hấp mà đây là mơ, đây là cua hấp đây rồi này. Hai con. Con là 16 con. Đây. Cho một cái đĩa được 4 con. Đây một cái hộp nhỏ đây. Một đĩa được 5 con thôi. Hào hấp, hào hấp là hấp dẫn nhất này. Hào đây là cực to nha mọi người. Còn to và tươi lắm, ăn cực ngon luôn. Này của nhà này xong nha. Hộp này nè, hộp này là nhiêu chị? Một ký hả? Dạ, đúng rồi, một ký là 11 con, 30 yeah. con luôn ạ. Dạ. Hộp hào nhìn quá ngon luôn, hấp dẫn quá trời. Hào đây gốc mình lấy ở đâu chị? À, Quảng Ninh. À, Quảng Ninh. Quảng Ninh và Hải Phòng. Dạ. Tại sao thêm thấy nhiều người họ lấy Vũng Tàu á, mà sao không lấy, mình không lấy Vũng Tàu? Ăn nó gần. Nó vùng biển, hôm nay nó ăn nó đồ hải sản nó sẽ không ngon bằng ngoài Bắc mình. Dạ. Nó hơi chát. Đúng là cái vị hào đây nó khác một số chỗ khác á, vị hào nó ngon hơn nhiều á. Dạ. Dạ. Bữa trước em quay em ăn một lần rồi cho đó, bữa nay quay lại review cho mọi người biết. Bao nhiêu đây? 21 201. 201 3 kg. 5 con mỡ lại đừng động cho mỡ hành nóng. Không đậu phộng. Thường là ngày thứ bảy chủ nhật mình đông nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Tùy đấy, nói chung là đến thời điểm này là đông. Dạ. Em thấy tại quán là lúc nào cũng đắt mà, lúc nào cũng đông. Bán được 2 năm rưỡi rồi, gần 2 năm nay rồi. Dạ. Năm con là bán không cái gì con màu đỏ, con hồng. Mình làm nước chấm luôn cho nước chấm này thôi. Địa chỉ đây là số mấy chị? 137 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B. Dạ. Ngay chợ, trước cổng chợ Phước Long B luôn. Dạ. 137 Đỗ Xuân Hợp ngay chợ Phước Long B. Ngay trước mặt chợ luôn. Dạ. Hào này là mình chẻ trước ha, xong mình ốp đá. Đúng rồi. Dạ. Chứ không kịp, tách dạ. không kịp. Dạ đúng rồi, chứ mà tách không kịp đâu. Chè 6 ấm ảnh thôi. Hào này hào đá hay là hào sữa chị? Cái này là hào sữa đại dương. Dạ, sữa đại dương. Nhìn nó to hơn so với hầu sữa bình thường á. Nói chung là cũng tùy vào mùa nên vào mùa nào thì em bán, nhưng em chỉ bán là hầu sữa và hầu đại dương tất cả ngoài Bắc hết. Dạ. Ngoài hầu hai hầu này ra là không bán hầu nào hết. Nhìn chị thấy nó cái vị nó khác so với một số quán á, vị nó ngon hơn. Có hai con mỡ hành nữa đi cho đủ đi. Nhưng mà
Nhưng mà ship vô là cái chi phí vận chuyển nó sẽ cao hơn không? Nhưng mà đổi lại thì nó ngon hơn nhiều. Này mình bán mỗi ngày mình đâu có nghỉ ngày nào đúng không? Đúng rồi đó, ngày nào cũng bán. Dạ. Yeah. Từ khi nào gọi là hàng ngoài kia nó kém quá thì bão gió. À, dạ. Yeah. Cái này là hàu nuôi hay là sao? Hay là hàu tự nhiên ta? Hàu tự nhiên đấy. Hàu tự nhiên á. Nói chung là bây giờ người ta cũng nuôi ở ngoài đảo à? Dạ. Yeah. Bắt ở ngoài đảo thì xấu rồi chị ạ. Mình cũng không biết được là người ta nuôi tạo bè thì các thứ người ta nuôi hết ở ngoài đảo thôi. Dạ. Yeah. Nhưng quan trọng là nó ngon là được phải không? Bao nhiêu con này gì ơi? Dạ quá. Hả? Bao nhiêu con rồi? Sao chị Yến nó rất nhiều. Mình có một cái chỗ này thôi chị, có quán nào chi nhánh dạ, nào không? Em chỉ có một cái này thôi. Dạ. Em thấy đắt hàng quá sao không mở thêm mấy cái chi nhánh thêm nữa? Không có người làm. Không có người làm. Cái này ở nhà làm không hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Quán này rất là đông khách đó mọi người. Ai biết quán này thì chắc chắn sẽ ghé lần thứ hai, thứ ba. Chủ là khách quen nhiều lắm. Quán rất là hào, rất là ngon. Rất là xinh đẹp. Rồi bà chủ xinh đẹp nữa. Bà chủ cho lên hình. Bà chủ cho lên hình xíu nha bà chủ. Có một cái hộp lớn để đồ mang về đi. Của anh chị xong rồi này. À xong rồi. Các anh chị đi một đầu chén. Dạ. Con mình đang ngồi ở vị trí trong quán nè, nhưng mà chỗ này thì nói chung là ở trong khu vực chợ thì nó hơi tối một xíu. Đang là kêu mấy món hàu nấu muối ớt. Rồi hàu mỡ hành. Hàu nấu muối ớt và hàu mỡ hành. Với lại hàu hấp, hàu phô mai. Này là hàu mỡ hành đúng không? Hàu mỡ hành này, đây hàu muối ớt. Con hàu rất là to so với một số quán bình thường khác. Ở đây là hàu này được tặng ha, mọi người mua 10 con thì được tặng một con nha, một chén nha. Đây là không gian của quán này rất là đơn giản nha. Quán đơn giản nhưng quan trọng là ngon và giá ok. Hàu này thì hàu lấy từ ngoài Bắc vào, hoặc là hàu đại dương, hàu sữa đại dương như đó, mà con nó to hơn so với bình thường, ăn rất là ngon. Mình sẽ thử cho mọi người thấy ha. Ở đây thì mọi người thấy là mình có những cái gia vị nè, đây là cái nước chấm đặc biệt của quán ha. Đây là nước muối xanh, muối tiêu. Cái này có wasabi nè, wasabi này ăn với lại hàu sống nè. Đặc biệt là quán có tặng khăn ha. Và có địa chỉ đây nè, mọi người có thể là liên hệ địa chỉ này để mọi người đặt thêm hàu sữa nướng, đặt hàng qua app Grab hoặc Bi đều được ha. Mình đang lấy nước chấm rồi. Nước sốt này rất là ngon nha. Mời mọi người nha, bây giờ mình thử cái hàu nước muối ớt. Con rất là to so bình thường nha. Muỗng nè, to bình thường rất là nhiều. Cái vị hàu đây đặc trưng riêng đó mọi người. Cái đó mà nên ghé đây, nếu mà mọi người có gần quận 9 nên ghé thử ha. Mình xuất một cái miếng muối ớt xanh vào ha. Mời mọi người nha. Mời cả nhà. Rất ngon. Tuyệt vời. Tiếp theo không? Đây là hàu nước mỡ hành. Nước mỡ hành. Hàu nước mỡ hành hấp dẫn lắm. Rồi. Mình sẽ chan một ít muối ớt xanh vào. Muối ớt xanh này đặc biệt riêng của quán nha. Món tự làm mà rất là ngon. Đó.
là mọi người nha. Hào nó khác so với hào Vũng Tàu, cái vị nó ngọt béo, hào tươi lắm mọi người, cực ngon luôn. Rồi tiếp nè, thử cho mọi người. Đây có thêm hào phô mai, rất là nhiều loại hào nha. Mọi người có thể là kêu tùy ý thích nha. Đây, mình hấp đúng không? Dạ. Wow, hấp dẫn quá. Đây là hào hấp. Một dĩa hào hấp 1 ký gì gặp 11 con. Còn rất là to ha. Mọi người nhìn thấy là hào rất là chất lượng luôn á. Rất là ngon. Mình sẽ thử cái dĩa hào mà hào tặng nha. Hào tặng này là một chén hào với lại trứng nè, mình chan chấm khá khá vô xíu, rồi sau đó là hút mút lên. Mọi người nhìn hấp dẫn chưa? Đó. Còn có răm vô nữa. Quá tuyệt vời. Mười hai ba con. Quá ngon luôn. Tuyệt vời cả nhà. Bây giờ tới hào hấp rồi. Hào hấp là mọi người thấy hào hấp rồi. Cực kỳ ngon chưa? Đó, còn nào không thấy hấp 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 dẫn chưa? Đó. Đó. Mình sẽ ăn luôn hào hấp cho mọi người thấy ha. Hấp thì chan một miếng miếng ớt xanh vô. Mọi người có thể pha miếng bồ tạc vô nữa nè, để cho nó cái vị của nó bắt á. Thì mọi người có thể là ngoài cái chén ớt xanh không á, ai không ăn được ớt xanh thì mọi người có thể là pha cái hộp bồ tạc này riêng nè. Bồ tạc với lại trộn với ớt xanh ăn rất là bắt luôn, nhưng mà ít thôi nha, nồng lắm. Bồ tạc này, bồ tạc gọi là ngon á. Ít thôi nè, nhiêu đây thôi. Rồi mình chỉ mọi người ăn thêm cái món cái vị này nha. Bây giờ pha với miếng bột tạc nè, tương, đây là muối ớt xanh mà nó mình trộn lên. Rồi ha, ngon rồi ha. Bây giờ là hào hấp. Bây giờ bỏ miếng rau răm vô. Đấy. Bỏ miếng rau răm vô ha. Sau đó bắt đầu mọi người mới sốt một miếng nước chấm bồ tạc mà mọi người vừa pha đó. Bỏ vô. Rồi. Ngon chưa? Mời mọi người nha. Nó xong tới não luôn. Nó xong tới não luôn. Nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Cực ngon nha. Tuyệt vời. Hào rất là tươi á. Cực ngon. Rồi. Mời mọi người nha. Mình thì bây giờ mình kết thúc video ở đây. Mình ăn ha. Chúc mọi người có gần đây á, thì mọi người ghé nha. Ngay chợ Phước Long B luôn. Ở trong cái chợ luôn. Lúc nào cũng có bán hết trơn á. Ở đây thì bán suốt luôn. Còn mọi người có qua gần đây thì mọi người cứ ghé qua đây để thử, để coi cái mình giới thiệu có đúng hay không. Rồi xin chào mọi người và hẹn gặp lại những clip sau.